Cái nhưng này thì tùy theo sở thích của mọi người nha các bạn. Người thì sử dụng tép, tôm, người thì dùng thịt gà, thịt heo, tùy vào sở thích của mọi người ha. Nhưng thì thường thì sẽ xào trước. Nhưng này thì có đu đủ với củ sắn với thịt heo xào. Bột này mình bỏ gì vô mẹ? Nước cốt dừa hả? Nước cốt dừa, hành lá. Bột này là bánh xèo hương xưa. À cái này nó có sẵn nha, mình pha ra thôi. Bỏ nước cốt dừa vô pha ra. Nước cốt dừa để dùng chút muối, chút đường. Cái đó cũng có để sẵn, nó pha sẵn nhưng mà nó không có vừa ăn. Hành lá, sắc hành lá để vô miếng, có họ ngồi ghi thì sẽ để vô miếng cũng thơm ngon. Ngồi ghi. Cái này là nhân. Nó nhân. Nhưng này là nhân nha. Củ sắn, su đủ với thịt heo. À đu đủ, thịt heo với củ sắn. Ừ. Giá nữa. Giá này giá tự gói luôn hả mẹ? Giá mình tự gói. Mình gói mình để trong thằng lượt đó thì 3 bữa thì sáng cho uống nước, trưa, chiều 3 ngày cái dở ra vũ ra ăn à. Hả? Còn mà ít. Đây là đắt quá à. Dữ lắm dọn không? Dọn gụm luôn. Chắc lắm nè, quá đẹp. Đó, ở quà lấy lá chuối. Nè. Dằn gom luôn. Rồi để cái này lên ăn khi cho xong đi. Nè, đưa đây. Gom luôn. Cái này là nhưng mình xào trước rồi cho nên mình để vô mình lấy ra liền rồi phải không mẹ? Ừ. Xào sẵn rồi, chín rồi xong rồi vậy nè, đó nghe không? Nó vàng rồi nè. Dữ lắm dòng gom luôn. Đó. Lá, được cái lá đây chị sao ấy nè, thấy không, giòn góp góp luôn đó. Để chết. Còn đây là dĩa rau rồi nha các bạn, ăn bánh xèo ở quê được cái là rau vườn ha, cho nên là nó rất là đặc biệt. Rau vườn này có này là lá cách nè, này là đậu bằng lăng ha, rau thơm, gấp cá, cải salad, cải bẹ xanh. Số người thì có thể dùng đọt chiết hoặc là các cái loại rau khác nữa các bạn. Đây là nước chấm, nước chấm ăn với bánh xèo là nước mắm chua ngọt ha. Chỗ này nhà có trẻ em cho nên không có để ớt nhiều các bạn, cho nên là màu đỏ nó ít ha. Thank you.
xèo hả bắp. Đây tiểu nhị đây. Rồi để anh bạn đây tiểu nhị ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.